Xin được chào các bác. 11 giờ đêm rồi các bác. Đấy thì cái con si này thì bắt được mấy hôm rồi. Mấy hôm đã này có phi duyên với si các bác. Không phải là đạo này mê si là như nào đâu, mà là gặp lúc nào gặp cây gì đẹp thì múc thôi các bạn. Nhưng mà đúng là độ này xanh si nó cũng sốt thật, và những cốt đẹp thì nó rất là khó mua, giá nó rất là cao. Thì mình cũng may mắn là gặp, và thứ nhất là gặp cây là có duyên, cái thứ hai là không có tiền mà vẫn mua được các bác ạ. Đấy là một cái tôi cho là không phải là ai cũng làm được, ai cũng được cái may mắn như thế. Tạm gọi là mình là người may mắn đi. Mọi người quý mình và cái giá mình mua thì tôi tạm thời không bàn đến. Nhưng mà cái tình cảm anh em hỗ trợ thì cho chịu. Anh em đi buôn thì cũng muốn thu hồi vốn nhanh, nhưng mà thực tế là mình không có tiền mình mua chịu thì anh em vẫn cho chịu thoải mái và luôn ủng hộ thì rất là cảm ơn. Rất là cảm ơn anh em. Bằng chứng là cả hai cái xi này. Không biết có hơi tối không bác, nó khuya mà cái bóng điện này không biết có đủ sáng không. Em thấy nhìn này vẫn là ổn. Đấy thì có hai cái cây xi này vừa bắt gần đây nhất thì đều mua chịu cả các bác. Rất là khó khăn. Thực tế là cũng không đến nỗi khó khăn đến quá mức đến như thế đâu, nhưng mà mình là người làm công ăn lương của các bác. Thứ hai là mình nhà vừa có cái tí việc thì nhà cửa thì vay ngân hàng thì đóng tiền hàng tháng, thì lương của mình thì nó cố định có vậy thôi. Thì ngân hàng nó thịt bao giờ thì còn đâu tiền mà mua cây đúng không bác, chứ phải mua chịu thôi. Mà anh em nó không cho chịu thì cũng nhịn thôi, rất vui vẻ. Nhưng mà rất may là lại được chịu. Đấy thì trình bày một chút là cái thời cuộc, cái hoàn cảnh bây giờ nó như vậy, chứ không phải là kẻ nghèo kẻ khổ các bác ạ. Nghèo khổ là việc của em mà, các bác sướng các bác chơi như nào là việc của các bác. Đấy, tụi em cũng không yêu cầu mưu cầu các bác giúp hay là xin xỏ cái gì cả. Đấy các bác ạ, không có tiền mà vẫn bắt cô đẹp thì đấy mới là cái thú vị đúng không các bác. Đấy. Tiếng chó sủa hàng xóm, đây là Vin City Tây Mỗ đang xây các bác, ngay kia này. Dãy cần cầu khắp nơi này, xung quanh khu này. Thì cái đấy thì bỏ qua đi. Tạm nói về cái cốt này các bác ạ. Thì cái chậu này này. Cái chậu này là rộng 50 nhé. Rộng 50cm nhé. Từ cái đường kính, đúng rồi, cái đường kính. Rộng 50 nhé. Đấy. Và cao 48cm. Đến đây là 48cm nhé. Từ mặt chậu lên nhé. Từ mặt chậu lên. Đấy. Từ mặt chậu lên. Là một cây cốt trực xoay hình CC búp hồng. Cốt chậu rất già. Hôm nay thì đấy. Video này là khoe cây này, thì khoe cây này các bác. Cây này thì em khẳng định nó là một cái cây quý. Cây quý. Quý thứ nhất là cái cốt chậu, cái thứ hai là độ tuổi, thứ ba là dáng dấp. Đấy. Nhưng mà quý nhưng chưa đẹp. Quý nhưng chưa đẹp các bác hiểu. Đấy thì vấn đề là ai bây giờ làm cho đẹp lên. Cây này tôi nói các bác, thì đối với các bác thợ ấy, thì nhìn thấy là mê lắm. Rất nhiều các bác muốn mua lại cây này của em với giá 20 triệu. Có một số bác trả 20 rồi, một số bác thì ở xa quá không bàn đến giá, nhưng muốn đến xem nhưng mà không đến được. Thì chân tình một câu lành thế thì em cũng chưa muốn giao lưu đi cả, mà để mình cố gắng mình xoay những cái khác để mình đập vào mình nuôi cây này. Đấy. Chứ thực tế bán 20 là em có lãi rồi, nhưng mà cái đấy không phải là cái mục tiêu mình hướng đến. Mà muốn cái cơ hội người ta cho mình bắt được cái cốt hay cốt quý thì muốn giữ lại để là ít ra có tạo một cái dấu ấn cho nó, sau rồi tính tiếp các bạn. Chứ tiền thì ai cũng cần mà.
nhất là hoàn cảnh khó khăn thì thèm lắm, nhưng mà cái cây nó mạnh hơn đấy. Thì một là cái cốt cất quý, các bác nhìn thấy da nó trắng nó nhẵn này, cảm giác của các bác nếu mà nhìn gần thì một số chỗ nó còn thô, thì đấy, đấy nó là cái điểm mà nó chưa đẹp, chứ không, nó là cốt quý và có thể đẹp lên, thậm chí đẹp lên rất nhiều, thậm chí là sánh, có nhiều bác còn thích hơn cả con này đấy. Con này được cái chân bệ và cái dáng mỗi cây một vẻ mà. Con này thì cái tuổi và cái tuổi đời và tuổi chậu mà cái dáng nó thì vực lên thì nó phê lắm, một người bê rất là nặng. Một cây trực, nếu như các bác nhìn xa này rất mê đúng không, form tay cành chốt rất ổn đúng không. Nhưng mà đi vào chi tiết nhé, cái này là do cách làm của bác chủ cũ thôi, đâm ra anh em kế thừa sau là hơi vất vả. Thứ nhất là tổng thể là ổn rồi này, về chiều cao và tỷ lệ ổn rồi đấy, tổng thể nhé, cái mặt sau em quay sau. Thế còn cái chân bệ ấy thì nó già và nó có một số điểm nó hơi thô và phải xử lý đục đi, ví dụ như cái khẩu này thì có thể, một là nếu mà muốn giữ lại thì phải xử lý mềm mại cái chỗ này đi, xử lý mềm mại chỗ này đi, không có thì cả thì cho bay vào cả cái cục này luôn, cả cái mảng này luôn, để cho cái bệ nó đều như này, và chỗ này xử lý chỗ này một tí đấy. Cái rễ này cho bay đến đây, nó hơi tối quá, lúc nào em đục em sẽ quay chi tiết cây này nhé, nó hơi tối. Đây cái phần ngu cục các bạn nhìn nó sạch, nó là cái xi búp hồng các bác nhé, xi nó nhiều loại xi lắm các bác ơi, có những lúc mà nói chung thợ cũng chẳng phân biệt được đâu, khó. Ví dụ mùa này thì nó dễ, mùa này thì là mùa lạnh thì thường thì các dòng xi đều có màu đỏ hoặc là hồng đấy, kể cả xi tía thì kiếc thì nó cũng có màu, thì nếu mà búp đỏ thì nó sẽ đỏ thấp hơn, búp hồng thì nó cứ hồng, còn xi tía thiếc mùa này là cũng đỏ nhơ nhơ đấy. Thôi thì cốt đẹp là múc thôi, đỏ hay trắng thì kệ nó đi các bạn, đỏ thì càng tốt, trắng mà cốt đẹp thì cũng chẳng sao. Cây này là cây búp hồng, hồng cánh sen các bác nhé, cái búp của nó có màu hồng, hồng nhạt như cánh sen đấy các bạn ạ. Thì quay trở lại cây này, phần thân cốt nó đây, thân cốt có này chịu khó nghe các bác nhé, cây này em chưa làm được làm phải cuối tuần cơ, chứ ban ngày thì bận mà đêm này làm lọ mọ thì mất ngủ hàng xóm, nó chếch chếch đục biết cứ chếch chếch mất hàng ngủ hàng xóm. Cái chỗ này chờ em bật cái flash lên các bác nhé, đây. Nó đang bị hai cái flash và cái bóng điện ở trên nó ám vào nhau, nó thành màu vàng, cái thế nó trắng đây nhá. Cái phần này nó rất là hay, rất là đặc, rất là lạc cái chỗ này đấy. Bên này thì được cái chỗ này rất hay, còn bên này thì được nu cục rất nu cục và rất trực đấy. Mặt trước mặt này là khẳng định là đẹp hơn mặt kia và cũng là mặt chính luôn đấy. Tay cảnh tổng thể như em vừa nói thì này, thần líp liếc này đấy. Cái tay cảnh ổn, có điều là nếu các bác nhìn ở trên xuống ấy, thì thấy nó cái điểm này giật phát đây ok rồi, giật phát đây ra đây tạm được, chỗ này thì giật xa quá và các bác ấy chơi lối là vào dây ấy, cho nên sau nó cứ uốn như này đấy, nhìn nó kỳ cục. Cái thời thu ngắn, cái này ý tưởng là thu ngắn đây, lúc nào thực hiện sẽ từng bước. Với cái cây này mà vật thì chắc hàng tiếng đồng hồ, video nó dài hàng tiếng. Thì giới thiệu cái ý tưởng làm cái cây này trước, xong rồi vào cái video chiến cây này là cứ thế mà vã thôi. Đã lên đây, cây này sẽ khấu lên đây để có cái điểm giật đây, cái đoạn này hơi to đấy, thì để nuôi cái mầm đẩy ra đây đi, để cắt giật ra đây, xong rồi tổng thể nó lại ra đây, nếu như này thôi, nhưng mà mình không thích cái đoạn này các bạn, nhìn bóng thì rất là ổn rồi. Khấu cái này đấy, nhìn cái tác hại của vào dây này, có thứ nhất là vào dây và thứ hai là vào dây ẩu đấy, vào dây phía này một dây này, trước đây lại ông lại vặn đằng này, đây cái vết cũ ngày xưa, vết này vết mới,
chồng chéo lên nhau nó rất là xấu. Thế nó bị thô ở chỗ đấy và vặn vẹo nó nổ ở chỗ này. Nó bị thô và to chỗ này, đâm ra phải khấu cái này đi, đẩy cái mầm này ở đây ra, giật sau này lại lấy bóng ra đây như này này. Còn các bác nào không quá cầu kỳ thì cứ chơi thế này thôi, cứ thế này mà chơi thôi. Đấy, không có gì đáng chê cả. Đấy, còn cái tay chốt thứ hai thì có một cái sẹo ở đây khá to nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Nó chẳng ảnh hưởng. Cái này thì nó sớm muộn nó sẽ bo, tất nhiên có thể nó không còn lâu nó mới kín hết được nhưng mà nó sẽ bo và nó không có cái gì nó cảm thấy nó phản cảm ở cái chỗ này cho lắm. Đấy, nó vẫn là một cốt quý. Tay này ông vặn vẹo ra đây. Thì quan điểm của em là bỏ cái phần loằng ngoằng này, nuôi cái điểm chốt ở đây ra này. Phóng ra đây để giật tầng ra đây. Bỏ cái loằng ngoằng này đi. Đúng chỗ này. Đấy, khấu ngắn ra này tí. Khấu ngắn đến đây. Rồi cái vào dây, viết vào dây này. Đuỗn, chỗ này nhìn đã thấy bị đuỗn đuỗn này. Thu ngắn đến đây. Sĩ nó nở khỏe lắm, răm nó rất là mập. này thu ngắn. Thu ngắn. Bỏ cái này, bỏ. Và cái này, thế này thì như vậy. Cắt lên đây. Cái bên này tác hại của vặn vẹo này. Vặn vẹo ngược, vặn vẹo xuôi này. Cho nên chỗ này nó bị to hơn ở đồng trong này. Mặc dù tổng thể đây là ổn rồi này. Kích thước rất ổn nhưng mà cái này to hơn ở trong nên phải nuôi lại. Khó tính là phải nuôi lại, cắt đến đây, nuôi lại, đẩy ra lại. Cái ngọn này cắt đến đây, đẩy một cái ngọn mới lên. Cái tay này cắt đến đây. Đấy, vặn dây nổ hết cả. Cắt đến đây. Xi thì yên tâm các bạn, rất nhanh. Và cái cỡ mà mini như này trở xuống này, kể cả xanh lẫn xi nhé, mà đục lùa hoặc là cắt kiếc thì nó lâu nảy lắm. Nhưng mà cái cỡ mà cứ tầm trung một người bê nặng trở lên ấy, cái này là đục đẽo hay là nhất là hàng chậu đó nhé các bác, đục đẽo và sửa thì rất là sướng. Không có cái gì phải suy nghĩ à. Đấy, nó bo sẹo rất nhanh. Đấy là cái ngọn và cái những cái chi T1, T2, T3, T4 và cái ngọn. Tiếp theo là cái phần mặt hông này thì chỗ này xử lý bỏ. Cái rễ này bỏ đi các bác nhé. Rễ này bỏ đi, không dùng. Nếu cái rễ này ở bên này thì em giữ. Thích cái rễ này buông ở T2 xuống chứ không phải buông T1. Nó làm cái đoạn thân này nó bị bí. Đấy là quan điểm mỗi người thôi. Có người thì theo luật của các cụ ngày xưa nào em không quan tâm đâu. Thực tế em không đọc sách vở gì các cụ ngày xưa đâu. Cứ làm theo cảm xúc thôi. Thấy họ thuận mắt mình là mình chơi thôi. Cho nên nhiều khi các bác cũng thông cảm. Nếu các bác chơi nguyên tắc là cái chỗ này là bỏ đi này. Cái chỗ này bỏ đi. Cái miếng này là miếng rễ thô. To, khá là to. Bỏ đi. Lắt léo, giữ lấy cái cốt dưới này. Xé cái miếng này ra. Giữ lấy cái phần này. Đại loại là lúc đục thì hình dung sẽ bỏ cái mảng này và đục cho nó nhìn nó hợp lý đi. Chỗ này là một. Và chỗ này là một cái xé nó ra bệ đều. Cái này cắt đi đây. Đẩy ra đây. Lấy cái này nuôi. Này có cái đây rồi. Bỏ cái mảng này đi. Đấy, thì lúc đấy nó sẽ là một cây trải bệ khá là đều và sẽ cô ngắn nó từ khoảng đến đây. Nó không còn là rộng là chậu 50 nữa, nó khoảng độ chắc lúc nãy nó khoảng cỡ 40. Đấy là một cốt trực và rất là hay, cốt quý. Nhiều bác thì đánh giá cốt này hay hơn cốt kia bởi vì sạch sẽ cốt chậu, tay cành tay chốt ổn già. Còn cây kia thì nó mới hơn, nó cũng là chậu thùng xốp và tay cành nó chưa được lâu năm như cái này. Nhưng mà tùy mỗi người thôi, em thích cây kia hơn. Đấy, mặc dù cây này rất quý, cây nó tóm lại giữ cả hai cây. Đấy các bác nhé. Đấy, giới thiệu cây này. Đấy, và cái chậu này thì nó nặng lắm, bây lên đến tầng 3 phải nghỉ mấy lần các bạn. Đấy, cái cây này nó đang trồng, nó bị gập đằng phía sau này một chút, để trồng đục lại bệ xong ngửa lên. Nó biết thì sẽ ngon các bạn. Có thể năm đầu tiên sẽ
đưa nó về phôi khá phôi. Nhưng mà đến năm thứ hai trở đi thì các bác nhìn này, kinh điển đấy. Cái khẩu này nó sướng, nó sạch vì nó nằm chỗ lâu năm nó sạch. Giá như cái bác chủ cũ mà gần đây nhất ấy, mà làm cái tay cành này mà chuyên nghiệp hơn thì cây này rất quý. Tôi không hiểu sao đục cái chỗ này ra. Thôi kệ đi, bây giờ nó sẽ sao mình sẽ xử lý nó như vậy. Tóm lại là nó một cây quý, các bác nhìn thì nó khác bọt hẳn cái cây kia đúng không, nhưng mà gốc kia là quý lắm đấy các bác. Chỗ này tất nhiên mỗi cây một vẻ, nhưng mà gốc kia không đơn giản đâu, cái không đơn giản đâu. Gốc kia mà nó lộ cổ, nó trồng lên chỗ tàu thì thối rồi. Rồi cảm ơn các bác ngày nhài lâu quá, 12 giờ đêm rồi, xin phép đi ngủ. Và hôm nào làm cuối tuần làm cây này đấy, tha hồ ngâm cứu. Cảm ơn các bác nhé.